Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh bỉm sữa của mẹ San. Và ngày hôm nay thì sẽ không phải là một chủ đề bỉm sữa nào cả, mà ngày hôm nay mình sẽ quay video về cuộc sống hàng ngày của vợ chồng mình. Cuộc sống hàng ngày của mọi người ở nhà mùa dịch thì thường làm những gì? Như vợ chồng mình thì ở nhà, ngoài những cái việc như là chăm con này, đọc sách này và nấu ăn này, thì chúng mình còn thường xuyên tập luyện. Và ngày hôm nay thì trong video này, mình và chồng mình sẽ cùng tập luyện một bộ môn, đó là bộ môn yoga đôi. Các bạn hãy xem đến cuối video để cùng tập luyện với vợ chồng mình nhé. Trước khi đi vào tập luyện thì mình cần phải chuẩn bị đồ ăn để cho buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì vợ chồng mình sẽ có ức gà và salad. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp với mình nhé. Bữa ăn của gia đình mình hôm nay gồm có ức gà. Ức gà này mình đã mua ở siêu thị 5 lạng và salad. Salad thì hiện tại ở trong tủ lạnh nhà mình chỉ còn rau xà lách này, dưa chuột này và cà chua. Mình sẽ trộn ba loại này với nhau và thêm một chút ức gà luộc nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào công đoạn là ướp ức gà nhá. Trước khi ướp ức gà thì mình sẽ luộc lên một chút cho nó sạch. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi nhặt lại và rửa rau xà lách. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với công đoạn sơ chế. Salad này thì rất là dễ làm. Nhà bạn nào có cái gì, rau gì thì mình mang ra thôi. Không cần thiết phải làm như mình đâu nhá. Công thức của mình chỉ là để tham khảo thôi. Sau đó là dưa chuột thì chúng ta cũng sẽ gọt vỏ. Nhiều người nói là để cả vỏ thì sẽ ăn sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình thì mình không thích ăn cả vỏ, tại vì mình thấy là nó rất là cứng. Lúc này thì cái ức gà của mình cũng đã ok rồi. Mình chỉ đun để cho nó sạch thôi, chứ không nhất thiết là mình phải đun kỹ nha các bạn. Tại vì là chỗ này mình còn để ướp và sau đó là mình sẽ cho vào nướng. Cái miếng này thì mình sẽ vớt ra để một chút nữa mình ướp gia vị và cho vào nồi chiên không dầu. Mình ướp gà với một chút tiêu nhá, một chút ngũ vị hương, một chút dầu ô liu. Mình dùng dầu ô liu để cho nó khỏi khô miếng gà. Và mình còn cho thêm một thìa dầu điều. Dầu điều thì sẽ tạo nên màu rất là đẹp cho gà. Và bất kể là những cái món gì mà mình muốn tạo màu, mình cho thêm một chút hạt nêm và một chút nước mắm nữa cho nó đậm vị. Bước này thì mình sẽ dằm cái miếng ức gà ra một chút để cho gia vị thấm đều. Như các bạn có thể thấy thì khi mà ướp với cả cái dầu điều tạo ra cái màu rất là đẹp. Mình thường sử dụng dầu này vào các món kho. Rồi và chúng ta sẽ để ở đây 15 phút. Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành bỏ vào nồi chiên không dầu nhé. Rồi về phần dưa chuột này thì mình thái lát ra. Sau khi mà đã thái xong dưa chuột thì mình tiến hành đến bổ quả cà chua. Có lẽ là mình chỉ dùng một quả thôi, không dùng hết hai quả đâu. Ok, giờ thì đã xong 15 phút rồi và mình bắt đầu cho vào nồi chiên không dầu và rán cái ức gà này. Và sau đó là mình chỉ việc cho cái miếng ức gà này lên thôi. Và mình sẽ để là 180 độ trong vòng 15 phút nhé. Sau khi mà đợi 15 phút này thì mình sẽ ra bắt đầu khởi động. Rồi bây giờ đã hết 15 phút khởi động rồi và bây giờ mình bắt đầu đi lật mặt gà nha các bạn. Đây này, gà đây này các bạn. Rồi giờ mình sẽ quét một lớp ở trên mặt nhé, để cho nó vàng. Và lại tiếp tục nướng. Lúc này thì mình sẽ để 180 độ.
trong vòng 12 phút nhé. Rồi ok, bây giờ bắt đầu vào bài tập thôi nào. Đây mọi người ơi, đây là động tác thứ hai này. Tập được nữa tại vì Sán đã khóc rồi. Thực sự là có con ấy thì chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây để mà có thể làm được các công việc khác. Nhìn thì thế này thôi nhưng mà mệt lắm.
mình phải tranh thủ từng phút luôn ý. Ví dụ như con ngủ thì mình dọn dẹp nhà cửa này, hay là khi mà chồng cho con uống sữa này thì mình tranh thủ đi tập luyện này. Ok, bây giờ sẽ đến cái tiết mục. Ngon quá. Làm gà kiểu này thì sẽ không bao giờ bị khô mọi người ạ. Sữa rất tốt luôn. Wow. Quay cái da gà. Cái da gà này thì mình sẽ không ăn đâu, mình sẽ cho chồng mình ăn. Còn mình sẽ ăn phần nạc thôi, vì mình rất là thích ăn thịt nạc. Đây, đây là cái miếng thịt gà vừa nãy. Bây giờ mình sẽ xé ra và cho nó vào cái đĩa salad. Xong một đĩa gà rồi nè mọi người ơi. Wow, quay gần cho mọi người nhìn nè. Miếng thịt không bị khô nhá. Ăn ức gà mà không bị khô thì chỉ có làm theo cách này thôi. Đảm bảo ăn ngon tuyệt vời luôn. Yes. Quay lại với cả cái ức gà này thì mình sẽ xé sợi. Sau đó là mình sẽ cho vào salad. Và bây giờ mình sẽ quay lại với hai đĩa salad vừa nãy. Cho ức gà lên này. Ôi xong rồi mọi người ơi, đây là salad này. Đấy, đây là ức gà này. Yes, ngon chưa? Đây là bát canh, bát canh này là bát canh bí của mình, lọc từ cái xương của cái phần ức gà này ra và nấu được bát canh bí này. Nhưng mà cái bát canh bí này thì mình đã nấu từ lúc trưa rồi và bây giờ chỉ hâm lên và ăn thôi. Đấy, bữa ăn của nhà mình rất là đơn giản, chỉ có hai món chính, một món rau và một món thịt. Ngoài ra thì mình có hay ăn thêm salad nữa. Bây giờ thì nhà mình sẽ ăn salad trước nha mọi người. Ăn salad trước sau đó sẽ ăn cơm. Ăn cơm thì bây giờ mình chỉ ăn mỗi bữa một chút thôi, như kiểu một bát nước chấm cơm thôi ấy. Còn chủ yếu là ăn thịt và ăn rau rất là nhiều. Ngon thật. Xin mời các bạn nha. Ngon bố. Ngon, ừ, bố bảo ngon mà. Trời ơi. Mỗi lần nghe thấy âm thanh này lại sợ. Chúng ta phải ở. Sáng hiện tại đang ở Golden Week 19, thế nên rất là khó ở mọi người ạ. Mùa dịch này mọi người nên ăn rau nhiều lên, bởi vì hết tiền rồi. Nhưng vợ mình cho mình ăn thịt nhiều lắm vì vợ mình giàu. Cứ bước bồm vào phiếu 6 follow. Dạo này mình đang ở nhà học tập để làm YouTube. Người hãy like và share ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì nhà mình phải ăn cơm đã. Chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ. Xin chào.